Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn là chương trình Phụ huynh và học đường. Trong phần 2 là chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi Phụ huynh và học đường với Hoàng Vi Kha và Võ Thanh Nhân. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thanh Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì một cái chương trình đặc biệt chúng tôi nhằm tìm hiểu về vai trò của phụ huynh. Vai trò của phụ huynh trong vấn đề Việt ngữ, trong vấn đề giúp cho con em mình học giỏi ở trường Academic Excellence và trong vấn đề là đào tạo con em của mình, hướng dẫn con em của mình trở thành những người hữu ích trong cái cộng đồng của chúng ta và trong một cái xã hội tốt đẹp của Hoa Kỳ. Đó là những cái đề tài chung quanh những cái chương trình mà chúng tôi và anh Hoàng Vi Kha của Viettel sẽ thảo luận và có thể nói rằng sẽ tìm hiểu để mà làm thế nào để chúng ta góp phần, dự phần vào để mà giúp phụ huynh có thêm được những cái phương tiện hoặc là có thêm được những cái kiến thức hoặc là có thêm những cái sự giống như là đóng góp của anh em chúng tôi để mà hy vọng chúng ta có một cái cộng đồng người Việt lành mạnh, vững mạnh và đặc biệt mỗi cộng đồng không cộng sản. Dạ, xin kính chào anh Nhân và xin kính chào quý vị khán giả. Khi mà chúng ta nói tới mùa tựu trường thì bây giờ các em nó bắt đầu đi vào học. Dạ vâng. Thì mà khi mà các em bắt đầu đi vào học thì từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 nó đi vào học. Thì riêng tại trường Việt ngữ Thăng Long vừa rồi cũng có một cái ngày tựu trường. Dạ. Thầy Hoàng Vi Kha có thể cho biết rằng đó là cái chương trình Việt ngữ như vậy thì nó bắt đầu vào đầu mùa như thế nào và nó chấm dứt làm sao để mà chúng ta thấy rằng cái mùa tựu trường rất là quan trọng đối với phụ huynh. Dạ thưa anh và thưa quý vị khán giả, thì như anh biết là trong vùng DC của mình á thì có hai trung tâm Việt ngữ đã hình thành hơn 30 năm nay. Trung tâm thứ nhất là VYE, thì trung tâm đó chỉ hoạt động trong 3 tháng hè. Nhưng mà để tiếp tục cho một cái cơ hội học được tiếng Việt và văn hóa Việt trong suốt cả năm, thì cái trường của tụi em, tức là trường Việt ngữ Thăng Long, sẽ nối tiếp từ tháng 6 cho tới tháng 9. Thì như vậy hai trung tâm làm việc với nhau, phối hợp với nhau thì phụ huynh sẽ có được cả một năm học để cho các con em có thể, thí dụ nghỉ ở bên mùa hè vừa xong thì có thể qua bên trường Thăng Long để mà tiếp tục học theo những cái đó. Cho nên cái mùa khai giảng của trường VYA và mùa khai giảng của trường Thăng Long lúc nào là phụ huynh của hai bên và thầy cô của hai bên cũng đều phối hợp với nhau, thông báo với nhau trước để cho phụ huynh tới và ngay cả thầy cô của hai trường cũng có thể nghĩ bên này qua bên kia qua bên nọ để cho cái sự làm việc nó trôi chảy với nhau. Thí dụ học sinh học ở đây xong qua bên học bên một trung tâm khác thì họ không thấy bỡ ngỡ, họ vẫn thấy bài vở nó cũng giống y như nhau, những cái curriculum, những cái chương trình giảng dạy đều như nhau. Yeah. Yeah. Và vào cái mùa tựu trường như vậy thì hiện nay trường Việt ngữ Thăng Long đã bắt đầu khai giảng rồi. Yeah, vâng. Và sẽ mở lớp học mỗi tuần vào ngày thứ Bảy. Yeah, vâng. 10 giờ sáng. Dạ không, 9 giờ rưỡi cho tới 12 giờ. 9 giờ rưỡi tới 12 giờ sáng. Và mỗi thứ Bảy như vậy. Dạ. Mỗi thứ Bảy. Và hiện nay là có bao nhiêu lớp học, cái level? Cái... Dạ. Trường Việt ngữ Thăng Long thì có từ cấp vỡ lòng. Cấp vỡ lòng thì có 2 cấp lớp, vỡ lòng 1 và vỡ lòng 2. Nhận những cái em, vỡ lòng 1 là những cái em nhi đồng rất là nhỏ, khoảng 9 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi. Còn vỡ lòng 2 thì có thể những em lớn hơn nhưng mà không rành về tiếng Việt. Còn sau cấp lớp đó thì sẽ có lớp 1, lớp 2, 3, 4 và 5. Sau khi lớp 5 thì sẽ có một cái lớp đặc biệt tạm gọi là tiếng Việt trung cấp. Thì những cái em mà muốn viết văn cho giỏi và nghiên cứu kỹ hơn về những cái cấu trúc văn phạm của Việt ngữ cũng như là tìm hiểu sâu về cái sự gắn bó giữa đạo đức, cái văn hóa, cái nếp sống vào trong cái ngôn ngữ của Việt Nam thì đó là cái cơ hội để các em có thể theo học ở lớp đó. Bên cạnh đó thì có một lớp rất là đặc biệt do một giáo sư, cô đã dày công nhiều năm để mà tìm ra một cái cách học phát âm rất là dễ dàng cho những người không phải là người Việt, như là người Mỹ vân vân. Họ có một cái nhu cầu là họ muốn đọc, nghe, hiểu thì có một cái lớp đặc biệt của cô đó để dạy cho những người lớn và những người không giáo sư Yến. Giáo sư Yến, dạ đúng ạ. Yeah. Yeah. Và khi mà chúng ta nói vấn đề học Việt ngữ, chúng ta nói tới cái văn hóa của chúng ta, yeah, thì vâng. Thầy Kha có thể cho biết rằng đó là thường thường phụ huynh họ đưa con em họ đến để học Việt ngữ đó thì cái họ có một cái ước vọng gì và họ có một cái điều mong muốn gì trong cái vấn đề đầu tư cái thời gian ngày thứ Bảy như vậy cho con em của mình? Mình có thể phải nói như vậy nè anh, tại vì cái giai đoạn của thời gian của lịch sử và của xã hội cuộc sống nó thay đổi. Bây giờ mình nhìn về khoảng 20 năm về trước là cái thế hệ phụ huynh lúc đó khác.
lúc đó là hầu như thế hệ của các anh, của em là mình phải muốn con em mình phải biết tiếng Việt là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là tất cả những cái thể lúc đó là ít ra là mình cũng sành sỏi tiếng Việt, mình nói tiếng Việt nhiều ở nhà vân vân. Nhưng mà tới thế hệ những năm gần đây đó thì phần lớn những phụ huynh khoảng chừng trạc tuổi 30, 30 ngoài thôi, ngay cả tiếng Việt họ cũng không rành. Nhưng mà họ lại muốn là đưa con em họ tới để có thể mà nói vài ba chữ, hiểu được vài ba câu tiếng Việt là họ vui rồi. Không còn cái sự mà đòi hỏi cao như ngày xưa nữa, những năm về trước. Nhưng mà bên cạnh đó thì nhà trường vẫn cố gắng, như tụi em vẫn cố gắng là làm sao mà có những cái buổi họp mặt, những cái buổi trò chuyện với phụ huynh để mà phụ huynh nhìn ra rõ cái Việt ngữ á, khi mà đưa con em mình tới không chỉ để là cho nó biết một hai chữ, cho nó nghe được tiếng Việt, nhưng mà cái ý thức nó phải cao hơn, tức là cái đó nó phải tìm về cái cội nguồn của Việt Nam, rồi không chỉ về cội nguồn Việt Nam mà có những cái gì thiết thực hơn là sau này nó có thể áp dụng hữu ích trong cuộc sống của nó trong tương lai. Thí dụ nó đi làm, nó có biết nhiều ngôn ngữ thì đó là một điểm lợi cho nó, vân vân. Thì mình cố gắng mình tạo nhiều cái cơ hội mình nói chuyện cho những cái giới phụ huynh trẻ bây giờ để họ nhận thức ra được cái tầm quan trọng của Việt ngữ và cái lợi ích của Việt ngữ, thì họ sẽ hỗ trợ trong vấn đề là khuyến khích con em của họ tiếp tục tới trường. Và khi mà tham dự một cái ngày khai mạc, khai giảng của trường Việt ngữ Thăng Long thì có một cái nghi thức rất là trang trọng, là tất cả chúng ta cùng chào cờ hát quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Cái ý thức đó là trường muốn tạo cho các em có một cái sự hiểu biết về tổ quốc, có một cái điều gì đó mà thầy Kha cũng muốn chia sẻ với lại phụ huynh để cho họ hiểu được. Đây không phải là một cái việc làm của một tổ chức chính trị mà là thuần túy là học đường. Dạ vâng, cảm ơn anh cho câu hỏi đó. Thì không riêng về trường Thăng Long mà Kha tin rằng rất là nhiều trường Việt ngữ ở Hoa Kỳ cũng như khắp mọi nơi có người Việt tị nạn cộng sản, người Việt tự do. Thì lá cờ Việt Nam Cộng Hòa là một cái di sản không phải chỉ về mang tính lịch sử mà còn cả văn hóa trong đó. Do đó có một số người họ mang cái title chính trị họ vào, họ áp đặt lên đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta có dịp tìm hiểu cho học sinh hiểu rõ hơn thì họ sẽ biết là cái nền cờ màu vàng nó đã đi gắn bó với một cái chiều sâu của lịch sử Việt Nam rất là lâu đời, từ những thời như là Hai Bà Trưng, Bà Triệu, như những có những câu ca dao như là đầu voi phất ngọn cờ vàng, và cái nền màu vàng và mình màu nâu là nền thổ, là theo cái phong hóa của người Việt mình đã gắn bó rất là lâu. Thành ra cái chủ đích của trường Việt ngữ Thăng Long và những cái trung tâm khác khi mà tạo cái cơ hội chào cờ là bên cạnh cái việc đó giáo dục về cái cội nguồn dân tộc, và cái thứ nhì là phải cho các em nhìn ra rõ là cái gì là cái đại diện cho một cái điều tốt lành, cho một cái nền tảng mà cha ông mình đã gây dựng nên khác với lại cái lá cờ đang hiện có ở Việt Nam như thế nào. Đó, thì cái ý tưởng đó cho nên cái bắt buộc là trường Thăng Long là mọi em học sinh đều phải biết quốc ca, đều phải chào cờ và ít nhất là một tháng một lần, và những cái kỳ quan trọng như là khai trường, những cái ngày lễ như hội xuân, hội Tết vân vân, tất cả đều có chào quốc kỳ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần một trong cái chương trình tiếp xúc dài hạn của chúng tôi và thầy Hoàng Vi Kha, hiệu trưởng của trường Việt ngữ Thăng Long. Chương trình của chúng tôi vì lý do thời gian nên đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Một lần nữa xin được cảm ơn thầy Kha. Dạ, cảm ơn anh và cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngừng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Cộng đồng người Việt Detroit kính mời quý đồng hương tham dự ca nhạc vũ Cảm ơn Anh kỳ 12 vào lúc 7 giờ chiều thứ Bảy ngày 14 tháng 9 năm 2019 tại MRCC Banquet Convention Center 23401 Mount Warren, Michigan 48091. Mọi liên lạc xin gọi Phương Linh 248-894-3795 hoặc cô Simon 586-531-9494.